hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một loại chim bồ câu vô cùng độc lạ, chim bồ câu tai thỏ. Một bầy chim bồ câu tai thỏ đang tụ tập trên bãi cát, bầy chim nhìn thấy những hạt ngô trên cát chúng súng lại cùng nhau ăn những hạt ngô trên đống cát vàng. Với đôi tai dài thẳng đứng, chúng không chỉ thu hút sự chú ý mà còn làm ta tò mò về nguồn gốc của bầy chim. Những con chim bồ câu tai thỏ này không chỉ ngoại hình đáng yêu mà còn có cách di chuyển vô cùng nhanh chóng. Đôi tai của chúng có thể giúp chúng phát hiện âm thanh tốt hơn, tăng khả năng tìm thức thức ăn, bầy chim này lạ này giúp cho con người nhận biết thêm một loài chim từ trước đến nay mà con người chưa biết đến. Đôi tai mềm thương mại của chúng không chỉ được nhấn về ngoại hình mà còn mang lại khả năng tiếp theo của loài chim này qua cử động tai và nhận biết môi trường xung quanh. Video mình đến đây là kết thúc mình sẽ ra những video độc lạ trên kênh mình hằng ngày mọi người nhớ đăng ký kênh nhấn chuông để nhận tất cả các thông báo không bỏ lỡ video nào trên kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo